Đây là hàng nghìn chai collagen dạng nước được quảng cáo xuất xứ Nhật Bản cùng nhiều collagen dạng viên xuất xứ Mỹ, châu Âu mà đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ vừa triệt phá, bắt quả tang về hành vi sản xuất buôn bán. Và nơi cho ra lò những chai nước collagen này là một căn nhà cấp 4 sập sệ mất vệ sinh ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Mỗi chai nước collagen như thế này đang được giao bán trên thị trường với mức giá trên dưới 2 triệu đồng một sản phẩm. Nhìn bên ngoài rất khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật còn đâu là hàng giả khi tem mác gần như y hệt nhau. Theo đội quản lý thị trường số 1, đây là vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn. Các đối tượng chủ động chọn một căn nhà dân nằm ở ngoại thành xa trung tâm để thực hiện hoạt động sản xuất hàng giả. Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, hiện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến ngày 4 tháng 6, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi đạt mức gay gắt. Từ đêm 4 tháng 6, miền Bắc có mưa dông diện rộng, chính thức kết thúc đợt nắng nóng. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, thành phố Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi cao hơn 38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao hơn 35 độ bắt đầu từ 11 đến 17 giờ hàng ngày. Cơ quan trên nhận định, từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 6, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3 và chính thức chấm dứt đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức dưới 35 độ. Các tỉnh, thành phố miền Bắc từ ngày mùng 4 tháng 6, cường độ nắng nóng dịu dần do xuất hiện đợt mưa rào và dông diện rộng trong nhiều ngày. Thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, hệ thống điện quốc gia cơ bản đáp ứng đủ điện, nhưng khu vực miền Bắc có khả năng thiếu điện cục bộ từ tháng 5 đến tháng 7 khi thời tiết được dự báo là nắng nóng cực đoan kéo dài, nền nhiệt có thể lên mức trên 36 độ C trong một số giờ cao điểm. Dự báo trong năm 2023, việc vận hành hệ thống điện miền Bắc nói chung và hệ thống điện thành phố Hà Nội nói riêng sẽ rất căng thẳng trong cao điểm hè do phụ tải tăng cao đột biến. Trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội dự báo công suất đỉnh của toàn thành phố trong đợt cao điểm mùa nắng nóng năm 2023 sẽ tăng trưởng 10%. Trong trường hợp thời tiết cực đoan thì mức tăng trưởng có thể lên tới 15% so với năm 2022. EVN Hà Nội đã chủ động lập phương án vận hành hệ thống điện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng, công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả cũng được ngành điện triển khai sâu rộng tới người dân, đảm bảo tiết kiệm điện hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong hàng loạt nỗ lực nhằm cung ứng đủ điện trong mùa hè, việc giữ và quản lý nước cho các hồ thủy điện là rất quan trọng. Tình trạng nắng nóng hạn hán thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện thời gian qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra, nhất là khi các tháng tiếp theo bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ là thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung với dung tích hồ chứa 1,83 tỷ mét khối. Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, nhà máy còn nhiệm vụ khác là cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt đối với vùng hạ du thuộc tỉnh Nghệ An. Năm nay, hồ thủy điện Bản Vẽ đang xuống mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Hiện nay, mực nước khô của thủy điện Bản Vẽ đang ở mức 166 mét, đang thấp hơn quy trình là 13 mét. Đấy, thì hiện nay cái mực nước của hồ chứa Bản Vẽ chỉ còn khoảng 250 triệu mét khối cho đến cái cuối mùa cạn. Cái lượng nước này thì để mà cung cấp cho mùa cạn, cho hết mùa cạn thì nó là cái nhiệm vụ rất là khó khăn để phục vụ cho cả cái nhu cầu cấp điện và cấp nước. Nhà máy thủy điện Lai Châu, công trình trọng điểm quốc gia nằm trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, có công suất lắp máy 1.200 MW với 3 tổ máy. Mỗi năm nhà máy này cung cấp xấp xỉ 25 tỷ kWh điện. Hiện lượng nước trên hồ chứa cũng đang thiếu hụt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất của đơn vị. Với mức nước hiện tại thì đối với ca trực thì cũng cố gắng vận hành hiệu quả nhất về cái giá trị của nước. Trong đó thì ví dụ như là bây giờ đặc biệt lưu ý là các cái vấn đề ví dụ như nước nó không sản sinh ra công suất điện chẳng hạn, như nước kỹ thuật thì khi tổ máy dừng thì là nhà máy đã cho dừng nước kỹ thuật. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, thời gian tới với thời tiết cực đoan không có mưa, mực nước các sông tiếp tục xuống thấp. Lưu lượng nước về những tháng đầu năm chỉ bằng khoảng 60 đến 70% so với trung bình nhiều năm. Tình trạng này có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2023.
Chúng tôi xây dựng cái chương trình nâng cao độ tin cậy thực hiện, và đặc biệt là giai đoạn mùa khô đầu năm từ tháng 1 đến tháng 4 thì rà soát toàn bộ thiết bị công nghệ trong dây chuyền sản xuất, đặc biệt là những thiết bị công nghệ liên quan đến phương thức phát điện của tổ máy trong các tháng tới. Nên là công tác rà soát nâng cao độ tin cậy này rất là quan trọng để đảm bảo rằng là phát điện liên tục. Tính đến thời điểm hiện nay và chắc trong thời gian tới, để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện thì EVN hiện nay cũng đã huy động tất cả các nguồn điện sẵn có ở trên hệ thống, kể cả các cái nguồn điện dầu mà có giá sản xuất rất là cao, từ 4.000 có thể lên 5.000 và trên 5.000 đồng một kWh. Thì để đảm bảo cho cái việc cung cấp điện cũng như là tiết kiệm hiệu quả thì cũng đề nghị khách hàng chia sẻ và không ngừng nêu cao cái tinh thần sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong các cái ngày nắng nóng trong miền Bắc sắp tới sẽ xảy ra và vào các cái giờ cao điểm. Công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia trong mùa hè năm 2023 dự kiến tăng thêm 5.530 MW so với năm 2022. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia có nhiều khó khăn trong mùa hè năm nay, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất. Cùng với việc ngành điện tìm mọi cách để nâng cao khả năng cấp điện, cũng cần sự chung tay của người dân với các hành động thiết thực như sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Trái cây ở thị trường trong nước đang xuống thấp so với mọi năm. Theo Hội Làm Vườn Việt Nam, thời điểm này đang vào mùa nên giá trái cây nhiều loại xuống thấp cộng với sức mua trên thị trường rất yếu, càng làm giá giảm. Đặc biệt tại các tỉnh miền Nam, giá trái cây thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 20 đến 30%. Giá vải Tây Nguyên chỉ 25.000 đến 35.000 đồng một kg, giá măng cụt từ 35.000 đến 60.000 đồng một kg, chôm chôm đầu mùa 25.000 đến 30.000 đồng một kg. Xoài cát Hòa Lộc, cam sành miền Tây rơi vào cảnh giá rẻ chưa từng có. Nguyên nhân là do năm nay các vùng trồng đều được mùa trong khi sức mua rất yếu. Cuối năm ngoái, khách hàng nhập khẩu trái cây lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt là xuất khẩu theo hình thức truyền thống. Hơn nữa, những loại trái cây đang rớt giá là những sản phẩm còn khó khăn trong xuất khẩu. Hưng Yên không chỉ biết đến là thủ phủ của nhãn lồng, mà nay còn nổi tiếng với thương hiệu vải trứng. Món quà mà thiên nhiên ban tặng vẫn đang được người dân phố Hiến trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị để mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Ghi nhận tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, cái nôi của vải trứng Hưng Yên. Giống vải trứng ban đầu được trồng tại vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Vì ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, với cây vải gốc khoảng 150 năm tuổi, do cụ Nguyễn Văn Diệm, ông nội ông Vì trồng. Do hợp thổ nhưỡng nên cây vải này năm nào cũng cho quả to mã đẹp, vị ngọt thơm đặc biệt khác hẳn các loại vải khác. Từ cây vải này, gia đình ông Vì và người dân trong xã đã nhân rộng để bảo tồn và phát triển giống vải quý. Cái nhu cầu ăn những cái hàng đặc biệt ở Hà Nội đã có rồi, thì có ở đây nó chỉ có một nhóm người, tức 3-4 người thôi, là chuyên đi vải nhãn đi Hà Nội ấy. Thì nào biết được cái vải này nó rất quý. Thế nhưng mà chỉ vào được một nhóm người mua thôi, vào khách sạn với hàng vải. Sau đó là từ Bắc Giang rồi trong miền Nam cứ đặt là chôm chôm ngoài Bắc. Ngày xưa đặt là chôm chôm ngoài Bắc bởi vì nó rất ít, không có nhiều. Thì là họ theo vào đây, họ cũng đã muốn đặt cành từ lúc năm ấy cơ mà. Cái chất lượng của nó, khi mà ăn quả vải trứng này vào thì cái vị ngọt thơm, nó đượm, nó đượm sâu trong cổ họng và nó giữ mãi để cho người ta thấy một cái hương vị rất là khác so với lại vải thiều của Thanh Hà. Để nâng cao chất lượng vải trứng những năm qua, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân. Tuy nhiên, đây là cây đặc sản giá trị kinh tế mang lại là rất lớn, do đó địa phương cần có những giải pháp để phát triển bền vững giống cây này. Để giữ gìn cái thương hiệu vải trứng thì Phan Xào Nam đã có những cái bước đột phá. Một là về đầu tư cho đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương tiêu thoát nước phục vụ cho vùng vải. Cái thứ hai nữa là tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh và giữ gìn cái thương hiệu của cây vải trứng. Năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu độc quyền vải trứng Hưng Yên cho sản phẩm vải trứng của xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ. Đây không chỉ là niềm vui của những người trồng vải mà còn là niềm tự hào của người dân Hưng Yên, khi đặc sản vải trứng ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Ngành trồng trái cây đang gặp rất nhiều khó khăn, chính vì vậy các hoạt động giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại trái cây rất quan trọng. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 16 năm 2023 đã khai mạc tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, sự kiện do Sở Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ hội trái cây Nam Bộ năm nay với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn, trong đó các hoạt động chính được nâng tầm như chợ trái cây đặc sản, bộ sưu tập trái cây khổng lồ, giới thiệu cho khách tham quan hàng trăm loại trái cây đặc sản các vùng miền trên cả nước như măng cụt, sầu riêng, bơ, chôm chôm, vú sữa, xoài cát hòa lộc, bưởi da xanh, mít Thái, dưa lưới organic. Cùng hàng chục món ăn được chế biến từ trái cây, các sản phẩm có nguồn gốc từ nông sản như rượu bưởi, đường và mật hoa dừa, mật ong, với mức giá hợp lý để du khách vừa tham quan thư giãn, vừa thưởng thức và mua làm quà mang về. Ở đây không gian kiểu là thoáng mát nè. Trái cây thì em cũng có mua thử là giá cả thì em thấy hợp lý luôn. Mà kiểu là cũng ngon luôn. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là ra mắt bộ sưu tập trái cây quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới, được trồng tại nông trại Suối Tiên Farm. Ứng dụng hệ thống trồng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới công nghệ cao để cho ra đời sản phẩm trái cây tươi, ngon, sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là nơi rất là thấy quy tụ nhiều loại trái cây mới lạ, tươi ngon, nhưng mà nói chung là em mới tới nhưng mà rất là vui. Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết 31 tháng 8 tại khu du lịch Suối Tiên. Bên cạnh việc giới thiệu nét đặc sắc, phong phú, đa dạng và độc đáo của các loại trái cây nhiệt đới Việt Nam, sự kiện còn nhằm tôn vinh nhà nông và ngành nông nghiệp. Ở lần thứ 16 được tổ chức, lễ hội cũng hướng đến mở rộng quy mô, vươn tầm trở thành sự kiện du lịch của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Công an, sau ngày 1 tháng 7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ô tô và xe máy. Nội dung của kế hoạch yêu cầu chủ xe là tổ chức hoặc cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở đâu thì tiến hành làm thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Cụ thể với chủ xe là người Việt Nam, biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Đối với tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Trong quy định, mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi kê khai thành công, Cổng Dịch vụ Công sẽ gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký tại cơ sở, tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển, phục vụ thi công gói thầu số 2 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Cụ thể, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 8 tháng 12, cấm toàn bộ phương tiện đi thẳng rẽ trái tại nút giao thông Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến, ngã tư Sở. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái Khuất Duy Tiến đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại điểm mở giải phân cách để rẽ phải đi Khuất Duy Tiến. Các phương tiện có nhu cầu đi ngã tư Sở lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân. Trong giai đoạn này, nhà thầu cùng đơn vị thi công liên quan được yêu cầu bố trí người cảnh báo tại các nút giao, hoàn thiện hệ thống biển báo chỉ dẫn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phân luồng và xử lý để hạn chế xảy ra việc ùn tắc. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã phát động chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt năm 2023. Qua đó nhân rộng, lan tỏa những gương phục vụ điển hình tiên tiến, có tinh thần phục vụ tốt đến từng công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt đang làm việc tại các xí nghiệp, trung tâm hoạt động xe buýt phụ thuộc Tổng Công ty. Chương trình phát động được thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tại chương trình, Transeco triển khai tập trung vào các nội dung hướng tới chất lượng dịch vụ xe như giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật chạy xe, chấp hành đúng các quy định dừng đỗ, mở cửa đón trả khách, chấp hành nghiêm túc các quy định của luật giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách, xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt thân thiện, tận tụy và nhiệt tình, không để hành khách bức xúc phản ánh về ứng xử, giao tiếp và thái độ phục vụ. Trong suốt thời gian của chương trình, các tiêu chí phục vụ xe buýt sẽ được tăng cường giám sát chặt chẽ nhằm mang lại cho hành khách đi xe buýt một cảm nhận thoải mái, thân thiện với xe buýt hơn.